Hơn một tháng kể từ ngày YG thông báo Blackpink không gia hạn hợp đồng cá nhân, sự nghiệp của cả 4 thành viên có nhiều biến chuyển. Jennie công bố thành lập công ty riêng OA. Liên tục tham gia show truyền hình, chương trình tạp kỹ phủ sóng tên tuổi ở các sự kiện thời trang tại Hàn Quốc. Trong khi Jisoo gia nhập công ty do anh trai điều hành và nhận phim mới, Lisa cũng tham dự nhiều sự kiện thời trang và biểu diễn tại sự kiện gây quỹ do đệ nhất phu nhân nước Pháp tổ chức. Trong khi đó thì tin tức về Rosé rất ít ỏi, không chỉ im ắng về hoạt động trang cá nhân của nữ thần tượng cũng thưa thớt bài đăng, chỉ có vài hình ảnh do các thương hiệu tài trợ. Mới đây thì Rosé gửi xe tải đồ ăn đến ủng hộ đoàn phim của Jisoo nhưng cũng không lộ diện. Người hâm mộ cho rằng Rosé đang ở Mỹ qua một số hình ảnh rò rỉ trên Twitter và vị trí hiển thị tài khoản mạng xã hội của cô. Sau khi hợp đồng cá nhân với YG đứt gánh, Rosé đã không còn xuất hiện trước công chúng. Rosé đang có quãng nghỉ hiếm hoi sau 7 năm hoạt động với lịch trình dày đặc cùng Blackpink. Tuy nhiên cô cũng đang ấp ủ những kế hoạch mới. Hồi đầu tháng 1 cô hiếm hoi đăng bức ảnh chụp phòng thu âm. Theo nhiều tờ báo, nhiều nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Âu Mỹ đã theo dõi tài khoản Instagram của Rosé. Hồi cuối năm 2023, Rosé từng trải lòng, 2023 là một năm mà tôi đã chứng tỏ được bản thân mình. Hồi đầu năm, tôi hoài nghi liệu mình có thể đưa ra những quyết định đúng đắn một cách có trách nhiệm và độc lập trên cương vị người trưởng thành 26 tuổi hay không. Khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng cuối cùng mình đã làm tốt, ít nhất đối với cá nhân tôi. Tôi đã chứng tỏ bản thân bằng cách lắng nghe tiếng nói của chính mình. Hãy cùng chờ đợi những hoạt động mới nhất của Rosé cho năm nay, năm 2024 nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của kênh Top Sao Hàn. Và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh và bật quả chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!